Xin chào mọi người. Ma Hoàng Ca Chấp Phàm tập 70. Hắn vội vàng vung lên khô lâu trượng trong tay, ầm ầm. Chỉ trong một thoáng, tiếng kim loại va chạm ầm ầm nổ vang bên tai không dứt. Tuy nhiên, Lê Cảnh Thiên không sử dụng bất luận linh binh hoặc là ma bảo nào, nhưng thân là tu giả luyện thể, toàn thân cao thấp sớm đã tu luyện cứng rắn tựa như linh binh, cho nên chỉ dùng một đôi bàn tay đánh vào khô lâu trượng kia cũng không hề rơi xuống thế hạ phong một chút nào. Ngược lại, vì thực lực giữa hai người chênh lệch, tên người lùn kia tuy nhiên có linh binh trong tay, thế nhưng mỗi một lần chưởng trượng tương giao đều bị nguyên lực cường đại của Lê Cảnh Thiên trùng kích đánh cho liên tục lùi về phía sau. Mặc dù hắn múa cây hắc trượng này đến gió thổi không lọt, tạm thời không chịu được thương tổn, nhưng nếu kéo dài thời gian, tất nhiên sẽ kiệt sức mà chết. Còn mẹ đó chứ, lần này đúng là gặp phải cọng rơm cứng rồi. Tên người lùn tựa hồ chèo chống khá chật vật nên không nhìn được mà mắng to thành tiếng. Để sau cùng, không thể không nghiến răng, nhảy bật về phía sau, tạm thời thoát khỏi vòng chiến. Thế nhưng, ngay lúc Lê Cảnh Thiên còn cho rằng hắn muốn chạy trốn, tên người lùn kia đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay lần nữa vung lên hắc trượng. Mà lần này không giống như lần trước, thuần theo vũ động của đầu hắc trượng, quanh người hắn cuối cùng cũng tụ tập đầy hắc khí. Bên trong khô lâu trượng kia cũng phát ra trận thanh âm gào khóc thảm thiết. Trong chốc lát, quanh thân tên người lùn kia bị một cổ oán khí bao vây, tiếp theo đó hóa thành một bộ dáng một bộ khô lâu, cười tà mị nhìn về phía hai người Lê Cảnh Thiên. Đây là công pháp ma đạo, thực sự là đủ tà mị mà. Trác Phàm khẽ như mày, tựa hồ cũng có chút kinh dị. Anh thực sự không nghĩ ra tên người lùn này mới nhìn qua rất ngu ngốc lại là ma đạo tu giả nổi tiếng âm hiểm ngoan độc. Bất quá anh lại tuyệt đối không lo lắng. Bàn về ma công tàn nhẫn bên trong ma đạo mà sát tam tuyệt anh truyền cho Lê Cảnh Thiên cũng tuyệt đối xếp tại hàng đầu bên trong toàn bộ ma đạo. Khắc khắc khắc, không ngờ được đúng không? Gia gia ta thế nhưng là cao thủ ma đạo độc ác nhất, đáng sợ nhất đó. Một chiêu quỷ ảnh khô lâu trưởng huyền giai vũ kỹ cấp thấp này của gia gia ta sẽ đem toàn bộ thân thể cùng linh hồn của người đều thôn phệ hết, thế nào, sợ hãi chưa? Tên người lùn bên trong hư ảnh khô lâu điên cuồng cười to. Lê Cảnh Thiên thì là khóe miệng dịch một cái, phun ra hai chữ nhị bức. Cái gì? Người dám xem thường ta sao? Vậy thì ngươi đi chết đi. Đầu óc tên người lùn này không dục được rồi, nhưng lỗ tai lại vô cùng thính, nghe được Lê Cảnh Thiên nói ra hai chữ khinh thường kia, bất giác nổi giận gầm lên một tiếng, ôm theo hư ảnh khô lâu đánh về phía hắn. Thế nhưng khóe miệng của Lê Cảnh Thiên thì chỉ nhếch lên khinh thường bĩu môi, không sợ chút nào mà xông ngược lại, đồng thời toàn thân cao thấp chậm rãi hiển hiện một cổ long ảnh màu đen. Vật nhỏ không có mắt, hôm nay lão phu sẽ cho ngươi nhìn một chút cái gì mới là chân chính vũ kỹ ma đạo chí cao, mà sát tam tuyệt thức thức duy nhất mà lòng ngút trời. Wow! Một tiếng gầm vang vọng đất trời phát ra, Lê Cảnh Thiên mang theo thiên địa chi uy phóng nhanh về phía hư ảnh khô lâu kia, không hề có chút chống cự, thậm chí ngay cả thanh âm vang nhỏ tựa như cái rắm vang lên cũng không kịp phát ra, hư ảnh khô lâu chỉ trong nháy mắt đã bị đánh tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái tên người lùn kia nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi bay ngược về phía sau, khô lâu trượng trong tay hắn cũng trong nháy mắt đứt thành hai đoạn. Một thanh linh binh ngũ phẩm thế mà bị người dùng thân thể đụng gãy, có thể thấy được thực lực của vị thiên cương cuồng tôn Lê Cảnh Thiên này sau khi sử dụng mà sát quyết khủng bố tới cỡ nào. Giờ khắc này nhìn thấy cây hắc trượng đã đứt thành hai đoạn, tên người lùn kia mới dường như ý thức được sai lầm của mình, lần này thực sự là đã trúng tấm sắt, trong đồng tử cũng lộ ra vẻ sợ hãi sâu đậm. Chờ một chút, ta nhận thua, xin hãy buông tha cho ta. Tên người lùn vội vàng khoát khoát tay, cầu khẩn nói. Lê Cảnh Thiên quay đầu liếc nhìn Trác Phàm một chút, đã thấy Trác Phàm khoan thai lắc đầu, liền đã biết anh đã quyết ý. Sau đó lại lần nữa xoay đầu lại, khóe miệng đã treo lên đường cong tàn nhẫn. Vật nhỏ đuôi mù, hiện tại mới xin tha thì đã muộn. Vừa dứt lời, Lê Cảnh Thiên cười lớn, vỗ một chưởng lên trán hắn. Tên người lùn bị kinh sợ liền kêu to, các huynh đệ, đại ca các ngươi sắp bị người đánh chết, nhanh nhanh tới cứu ta, ai dám động đến đánh động đến đại ca ta, ai dám động đến đại ca ta. Bỗng nhiên từng tiếng kêu chói tai vang lên, Lê Cảnh Thiên không khỏi trì trệ, ngẩng đầu nhìn qua đã thấy có ba đạo bóng đen đang cấp tốc bay về phía hắn, chỉ trong chốc lát liền tới trước mặt hắn, đồng thời xuất hiện ba đạo chưởng phong cùng vô cùng mạnh mẽ
đánh vào thượng trung hạ ba đường trên thân hắn, làm cho hắn không thể không nhảy về phía sau một cái, thoát khỏi vòng chiến, đi đến bên người Trác Phàm. Lúc này, khi nhìn lại về phía trước, Trác Phàm cùng Lệ Cận Thiên đồng thời ngây người. Chỉ thấy lúc này, trước mặt bọn họ có thêm ba tên người lùn, mà tướng mạo còn có chút tương tự với tên người lùn đầu tiên, bất quá về thần thái lại có chút khác biệt. Có linh động, cũng có bị ổi, cũng có khiếp đảm, mà tên người lùn đầu tiên dưới sự giúp đỡ của ba người còn lại đã đứng lên. Một lần nữa, lộ ra ánh mắt hung ác cười to. Ha, các huynh đệ của ta đã đến, sợ rồi đi. Mau mau thức thời, tranh thủ thời gian, thúc thủ, chịu trói, lão tử sẽ tha cho các ngươi một cái mặt chó. Gò má nhìn không được mà run run, gương mặt Trác Phàm lập tức hiện lên đường hắc tuyến. Vật nhỏ này quả nhiên đầu óc không dùng được mà, vừa mới bị giáo huấn một lần, trong nháy mắt đã quên, không nhớ lâu, hiện tại còn dám giả bộ trơ bò. Nếu người đến giúp đỡ cho hắn là cao thủ thì cũng thôi đi. Thế nhưng Trác Phàm nhìn ba người kia, bất quá cũng giống như hắn, thần chiếu tam trọng cảnh mà thôi. Lệ lão dư sức đối phó, hắn từ đâu lấy ra cái dũng khí để mà tiếp tục kêu gào ồn ào chứ? Lệ lão, mau đếm đem mấy vật nhỏ nhân đạo mà tiêu trừ đi, lão tử thực sự nhìn không nổi nữa. Trác Phàm xoa xoa cái trán thở dài, thế nhưng trong mắt của Lệ Cần Thiên lại ngưng tụ, dường như đang nghĩ đến cái gì đó. Trên mặt nhanh chóng hiện lên một tia ngưng trọng. Trác quản gia, xem ra chúng ta gặp phái đại thì phiền toái. Không phải sững sờ, Trác Phàm còn không rõ cho lắm. Lệ Cần Thiên đã lập tức ôm quyền. Các vị, chẳng lẽ các ngươi là ma sắc tứ quỷ trong truyền thuyết bị ma sắc tông đầy tại Tích Lôi Sơn sao? Bất giác trong mắt co rút lại, Trác Phàm cả kinh thất sắc, quay đầu nhìn về phía bốn người. Bọn họ chính là phạm nhân bị ma sắc tông giam giữ, không phải đang bị cấm chế giam cầm hay sao? Làm sao lại chạy ra được chứ? Quả nhiên, sau khi bốn người kia nghe được lời này, cùng nhau ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tập hợp một chỗ, bày ra một tạo hình cực kỳ nhị bức. Lớn tiếng nói ra, không sai, chúng ta chính là ma đạo Anh Kiệt, được người xưng là yêu ma quỷ quái, ma sắc tứ quỷ. Nhìn tạo hình kỳ hoa của bốn người, riêng tên người lùn đầu tiên rõ ràng đã bị thương nặng, còn muốn liều mạng tạo hình, gương mặt Trác Phàm liền hiện lên một đường hắc tuyến. Bốn người này thực sự là kỳ hoa, một lão ngu ngốc, một lũ ngu ngốc đần độn. Thật không rõ mà sắc tông lúc trước làm sao lại thua bốn người bọn họ. Lệ lão, vẫn là đem bọn họ nhân đạo hủy diệt đi. Ta bây giờ mới biết vì sao ma sắc tông đem bọn hắn đặt ở Tích Lôi Sơn, rồi sau đó lại không buồn để ý tới nữa. Nếu là ta cũng không muốn nhìn lại bốn vị kỳ hoa xuất hiện trước mặt ta. Thế nhưng Lệ Cận Thiên lại không động đậy, ngược lại sắc mặt càng lúc càng thêm ngưng trọng, lẩm bẩm: Trác quản gia, người chớ nhìn bốn tên mà họ giống như không bình thường, nhưng uy lực năm đó khi bốn người này cùng liên thủ, thế nhưng là oanh động toàn bộ thiên vũ đó. Nghe được lời này, đồng tử Trác Phàm mãnh liệt ngưng tụ, thật sâu nhìn sang. Nếu là như thế nào mà nói, vậy anh ngược lại vãi phải nhìn thật kỹ một lần rồi. Đại ca, nhìn bộ dáng của họ có vẻ như rất lợi hại đó, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi. Vừa mới bày xong tạo hình, một tên người lùn điền cấp tốc trốn đến sau lưng ba người, thò ra một cái đầu nhìn về phía bọn Trác Phàm sợ hãi nói. Trác Phàm không phải sững sờ, đây là có chuyện gì chứ? Vừa mới rồi tỏ ra trâu bò xong thì xuống ngựa nhận sợ với người sao? Anh cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua. Nếu là ngay từ đầu bọn hắn không dám đối địch với hai người bọn họ mà nói, thì hắn bày đặt ra làm ra tỏ vẻ trâu bò làm gì chứ? Trực tiếp chạy đi không phải là tốt hơn sao? Hơn nữa mắt của Át hơi tệ, thành ra là đọc không rõ. Nhìn vào trong này đọc chữ nhỏ xíu, mọi người thông cảm nha. Quả nhiên tựa hồ cũng cho rằng tiểu tướng này trước sau mâu thuẫn. Một tên người lùn khác đưa tay gõ mạnh lên đầu hắn một cái, nổi giận mắng: cái đồ hèn nhát, mỗi lần chúng ta tạo hình bá khí đều bị ngươi làm hỏng, về sau không mang ngươi đi theo nữa. Lại nói lão đại bị bọn họ làm trọng thương thành như thế này, chẳng lẽ chúng ta có thể không báo thù cho hắn sao? Trác Phàm khẽ gật đầu, câu nói này coi như là còn giống tiếng người. Về phần cái gọi là bá khí tạo hình trong miệng hắn kia, Trác Phàm liền trực tiếp bỏ qua. Hiện tại xem ra bên trong bốn tên người lùn này vẫn có người bình thường. Thế nhưng loại ý nghĩ này vừa mới nhảy ra trong đầu anh đã bị câu nói tiếp theo của tên người lùn hung hăng vả cho một phát. Lại nói coi như không báo thù cho lão đại, khô lâu trưởng của lão đại cũng bị đập hư, làm sao cũng phải để bọn họ bồi thường một cái, đúng không?
một tay có tên người lùn chỉ vào thanh hắc trượng đã bị gãy thành hai đoạn đang nằm ở một bên. Một tay kia nắm chắc vị trí trái tim chính mình, tựa hồ như vô cùng đau lòng. Gương mặt Trác Phàm hùng hăng co rút lại, trên trán chảy xuống một dòng hắc tuyến. Lão tử rút lại ý nghĩ vừa rồi, tên lùn này cũng không phải bình thường. Nào có ai mà đại ca của mình bị đánh, bị thương mà không thèm quan tâm lại đi đau lòng một cái kiện đồ vật chứ. Coi như đây là một kiện ngũ phẩm linh binh, các ngươi thân là thần chiếu cảnh, chẳng lẽ cũng để ý tới quan tâm tới nó như vậy sao? Rốt cục, vì lão đại này cũng là tên người lùn đầu tiên đi ra kia, cũng không chịu đựng được lời nói cùng việc làm của hai tên đệ đệ của mình được nữa. Hét lớn một tiếng, hùng ác, gõ mạnh vào đầu hai tên kia mắng. Mẹ nó, lão tử gọi các ngươi đến đây không phải là để cãi nhau, mà là để cùng lão tử xông pha chiến đấu. Lão tử dẫn đầu, các ngươi cùng lão tử xông lên. Nói xong, tên lão đại dẫn đầu làm kẻ thứ nhất vọt về phía hai người Trác Phàm. Thế nhưng hắn vốn trọng thương ở thân, chưa đi được hai bước đã phun ra một ngõ tươi. Bất quá ánh mắt kia lại vẫn kiên nghị nhìn chằm chằm vào Trác Phàm. Xông lên nào, xông lên nào. Tên người lùn cuối cùng tựa hồ như là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, một mực ở bên cạnh nhảy tới nhảy lui, hò hét cố lên, nhưng bản thân mình lại căn bản không hề nhúc nhích. Trong mắt không khỏi ngưng tụ, ba tên người lùn ào ào trợn mắt nhìn về phía hắn. Tiếp theo liền không còn quan tâm tới bọn Trác Phàm, ngược lại cùng nhau hướng về phía tên người lùn đang hò hét cố lên phóng tới, hung hăng đánh cho hắn một trận. Còn bà nói chứ, mỗi lần ngươi đều chỉ ở bên cạnh hò hét to nhất, lại xuất lực ít nhất, thuận tiện kiếm tiện nghi sao? Đúng vậy à, lão tam, lần này ngươi đi trước, nếu không phải vậy chúng ta không đi. Này này này, mọi người tỉnh táo lại một chút đi, lão đại đã thụ thương, chúng ta vẫn là chạy trước thì tốt hơn. Tên người lùn tránh ở sau lưng mọi người, sợ hãi nói. Thế nhưng hắn vừa nói ra lời này, ba tên người lùn còn lại lập tức quay lại trợn mắt lên giận dữ nhìn hắn. Sau đó ba người kia lại cùng nhau liên thủ đem hắn vây tại chỗ mà tức giận đánh. Lão tử mỗi lần cũng là ngươi kéo chân sau, ảnh hưởng tới sĩ khí của chúng ta, cho nên chúng ta mới thua. Đúng đó, lần trước nếu không phải ngươi sợ địch không tiến lên, chúng ta làm sao lại bại chứ? Tông chủ như thế nào là đem chúng ta lưu đày từ cái địa phương quỷ quái này, phải chịu nỗi khổ vạn lôi phệ tâm chứ? Ba người mắng to một trận, dùng cả tay chân đánh cho lão tứ quỷ khóc thành gào. Nhưng rất nhanh, lão tứ kia dường như nghĩ đến cái gì đó, kêu ta thành tiếng. Còn lão gì thì sao? Lần trước nếu không phải hắn ham món lời nhỏ, đi kiếm linh binh của người khác bị đánh rơi, chúng ta làm sao không đủ nhân thủ đại bại bà quay về chứ? Bỗng nhiên, ba người dừng lại, đảo mắt nhìn về phía một tên người lùn đút trước muốn Trác Phàm bồi thường. Sau đó, lão tứ lại thêm vào chiến đoàn, ba người còn một chỗ đánh đập lão gì. Trác Phàm ở một bên nhìn đến gương mặt cứng đờ, bốn tên kỳ hoa đến tột cùng này là cái thứ quỷ gì chứ? Bọn họ tới là làm gì chứ? Bốn người lẫn nhau quần ẩu sao? Đại địch phía trước thế mà có thể không kiêng nể gì như thế mà nội chiến với nhau, cũng không biết là đối thủ hai người bọn họ trần trụi xem thường hay là thực sự đầu óc không dùng được chứ? Lệ lão, bốn người này thật sự rất mạnh sao? Trác Phàm bĩu môi lẩm bẩm nói. Lệ Cần Thiên một trận xấu hổ cười thành tiếng. Chắc là vậy đó, dù sao truyền ngôn về bọn họ lão phu cũng là nghe lời đồn, không có chân chính giao thủ qua. Truyền thuyết về bốn người bọn họ là đồng bào của một mẹ, cho nên tâm linh liên thông, vì thế mà sắc tông mới đem bọn hắn triệu nhập truyền hợp kích chi thuật. Nghe nói một khi bốn người bọn họ xuất thủ, dùng ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh đều không phải là nói đùa. Có điều bọn họ một lời không hợp thì đánh lẫn nhau, làm sao có thể cùng đối ngoại địch được chứ? Trác Phàm sờ mũi một cái từ chối cho ý kiến. Lê Cần Thiên cũng nhìn không được cười lên một tiếng, không để ý tới bốn người đang đánh nhau say sưa, giảng giải cho Trác Phàm. Trác quản gia, theo lời bọn hắn vừa mới nói, có lẽ cũng là bởi vì vậy bọn họ mới bị giáng tội. Tuy bốn người tâm linh tương thông nhưng tính cách lại quái lạ, rất khó ma hợp. Trước tiên nói về tên lùn đầu tiên kia, chính là lão đại bên trong ma sắc tứ quỷ hung sát quỷ, là kẻ hung hãn lỗ mãng, gần như không có não. Thường thường vô luận đối mặt với địch nhân cường đại cỡ nào, một mình một người vẫn dám xông lên phía trước, không để ý huynh đệ đằng sau có đuổi theo hay không. Đây cũng chính là lý do tại sao chúng ta không cảm giác được hắn dùng nguyên thần dò xét qua chúng ta, liền trực tiếp ném hắc trượng tới. Trình độ nhị bức của hắn ta rất rõ ràng. Trác Phàm khẽ nhợt gật đầu, suy cười thành tiếng. Lệ Cần Thiên tiếp theo lại chỉ tên người lùn đang bị quần ẩu nói ra. Tên lùn bộ dáng không đàng hoàng muốn chúng ta bồi thường hắc trượng là lão nhị trong ma sắc tứ quỷ, là quỷ keo kiệt. Hắn là tên vắt cổ chạy ra nước trong bốn người, tầm nhìn hạn hẹp,
thường thường vì một điểm lợi ích nhỏ bằng lông gà vỏ tỏi mà không để ý tới đại cục. Là điển hình của kẻ nhặt hạt vừng ném dưa hấu. Loại người này bị đánh là đáng đời, tình nguyện quan tâm một kiện linh binh cũng không quan tâm đại ca của mình. Nếu là ta cũng sẽ đánh cho hắn một trận. Trác Phàm nhìn bộ dáng người kia bị đánh, thống khổ kêu gào, không còn gì để nói. Lê Cảnh Thiên ngửa mặt lên trời cười lớn, chỉ vào một tên lùn một mực nhảy nhót chạy tới nhảy lui ở bên cạnh phất cờ hò reo, lại động thủ ít nhất. Đó là lão Tam trong Ma Sắc Tứ Quỷ, Quỷ Lanh Lợi. Người này tâm tư thông minh, giỏi đánh lén. Nghe đồn mỗi lần bốn người tác chiến, hắn luôn luôn ở bên du tẩu, cũng không xuất lực. Nhưng mỗi lần cầm xuống thủ cấp đối phương, lập được đại công đều là hắn, cho nên cũng coi như là nhân vật chiếm tiện nghi điển hình. Bất quá tiểu tử này cũng có chút đáng khen, biết dùng trí mà không đối đầu, chỉ là chút thông minh của hắn đều dùng trong việc đoạt công lao của người khác đem về cho mình. Bất quá so với tên kia cũng coi như là biết tính toán không tệ. Trác Phàm khẽ gật đầu thì thà lên tiếng. Sau cùng, Lê Cảnh Thiên vừa chỉ vào tên lùn từ sau khi tạo hình vẫn trốn ở sau lưng người khác nói ra. Tên cuối cùng này chính là lão tứ trong Ma Sắc Tứ Quỷ, đồ hèn nhát. Mỗi lần chiến đấu hắn đều là tránh sau lưng lão đại, thế nhưng có truyền ngôn hắn mới là người có thực lực mạnh nhất trong bốn người, cho nên rất nhiều cao thủ bởi vì khinh khi hắn mà nhận thiệt thòi lớn. Trác Phàm khẽ gật đầu, trong lòng sáng tỏ, thản nhiên nói: Lệ lão, hay là ngươi thử đi khiêu khích bọn họ một chút đi, xem thử phân lượng của bọn hắn. Trong mắt bỗng nhiên co rút lại, Lệ Cảnh Thiên lắc đầu như trống bỏi. Trác quản gia, ngài đừng nói giỡn chứ, chớ có nhìn bọn họ như bây giờ, nhưng một khi họ liên thủ thực sự rất mạnh đó. Nghe nói trăm năm trước bọn họ chỉ có thiên huyền cửu trọng cảnh đã có thể đánh chết một cao thủ thành chiếu nhị trọng đó. Ngài có thể suy nghĩ một chút đi, đều là thành chiếu cảnh, bình thường đều rất khó lưu lại đối thủ. Thế nhưng lúc đó bốn người bọn họ chỉ mới ở thiên huyền cảnh đã có thể đánh chết một cao thủ thành chiếu, hiện tại bọn hắn đã là thành chiếu tam trọng, ta cũng không muốn đem cái mạng già này nhập vào bên trong đâu. Cái kia có quan hệ gì chứ, dù gì lão đại bọn họ đang thụ thương, uy lực của hợp kích chi thuật đại khái cũng sẽ giảm mạnh. Khóe miệng lộ ra một đường cong tà dị, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng. Lệ Cảnh Thiên thấy thế, trong lòng không khỏi có chút cảm giác giật mình. Đột nhiên Trác Phàm chỉ Lệ Cảnh Thiên rồi hướng về phía bốn tên người lùn kêu lên: này, lão gia hỏa này nói cha các ngươi khẳng định thượng heo nái nên mới sinh ra bốn tên kỳ hoa các ngươi đó. Trong mắt bỗng nhiên co rút lại, bốn người trong nháy mắt dừng lại tranh đấu, đảo mắt hung tợn nhìn về phía Lệ Cảnh Thiên. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, nhảy về phía sau một cái, cách xa Lệ Cảnh Thiên hơn 100 trượng, lẳng lặng đứng nhìn, trong mắt chớp động, ánh nhìn thâm thúy. Lệ Cảnh Thiên đã sớm được hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, duỗi tay áo chà chà mồ hôi lạnh trên trán, sắp muốn òa khóc đến nơi. Trác quản gia, con mẹ nó, ngươi lừa ta. Chậm rãi đứng dậy, bốn người lùn song song một đường, chậm rãi đi về phía Lệ Cảnh Thiên, trên mặt không còn vẻ đần độn, ngược lại tất cả đều treo một vẻ mặt hung sát. Lúc này đồ hèn nhát không còn nhát gan, đứa bé Lanh Lợi cũng không còn tránh né, bên trong hai mắt quỷ keo kiệt cũng không còn vẻ keo kiệt. Trong chốc lát, bốn người dường như đều biến thành hung sát quỷ, toàn thân cao thấp tràn đầy lệ khí. Trác Phàm khẽ nhíu mày, trong mắt tản mắt ra dị sắc, dường như nhìn ra chút gì đó. Lệ Cảnh Thiên thì méo miệng, trong mắt lệ quang chớp động, trong lòng đem Trác Phàm mắng đến máu chó sối đầu. Coi như người là lão đại Lạc gia cũng không thể lừa trưởng lão như thế chứ. Bất quá việc đã đến nước này, Lệ Cảnh Thiên đã không còn gì để nói, kiên trì đi lên hét lớn: Đúng vậy à, lão tử sớm nhìn bốn người các ngươi khó chịu, có giỏi thì cùng tiến lên. A! Bốn tiếng gào thét bén nhọn vang vọng toàn bộ vân không, mắt bốn người đỏ bừng, đạp chân xuống liền hóa thành bốn đạo lưu quang phóng về phía Lệ Cảnh Thiên. Bốn đạo sát khí ngưng thành một, cho dù là dạng cao thủ thành chiếu lục trọng như Lệ Cảnh Thiên cũng không khỏi cảm thấy hô hấp trì trệ, liên tiếp lui về phía sau 3 bước. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, tuy biết rõ bốn người có hợp kích chi thuật, nhưng khi chân chính đối mặt, Lệ Cảnh Thiên mới phát hiện ra nó khủng bố tới cỡ nào. Khi thấy bốn người hợp lại cùng nhau, lại không phải chỉ đơn giản là điệp gia mà là theo cấp số nhân mà tăng lên. Ngay sau đó, Lệ Cảnh Thiên không dám thất lễ, vội vàng phóng ra khí thế toàn thân, đánh ra một quyền, tụ lại khí lực toàn thân, hung hăng đánh về phía trước. Oanh! Một tiếng nổ rung trời vang lên, Lệ Cảnh Thiên nhất thời bị đánh bay ra ngoài 100 thước, khí huyết trong người đảo lộn, mà bốn đạo hắc khí kia vẫn như cũ, không ngừng nghỉ chút nào đánh về phía hắn. Phải, muốn cứng đúc cứng đúng không? Tốt, lão phù phụng bồ các ngươi tất cùng. Vốn dĩ Lệ Cảnh Thiên còn có chút e ngại đối với tứ quỷ kia, nhưng
một khi bắt đầu cuộc chiến, bản sắc võ sĩ bại lộ. Khi gặp mặt thì mạnh lên. Hiện tại chẳng những không sợ, còn ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, hào tình vạn trượng. Mà sát tam tuyệt thức thứ nhất, ma long ngút trời. Wow! Một tiếng rồng gầm vang vọng trên trời, hư ảnh hắc long bao phủ toàn thân Lệ Kình Thiên, mang theo khí thế không gì địch nổi, một lần nữa phóng về phía ma sát tứ quỷ. Mà lần này Lệ Kình Thiên dưới sự phụ trợ của Huyền Giai Vũ Kỹ, khí thế trong nháy mắt bạo rạp, chỉ trong một nhịp thở đã triệt để áp đảo cổ sát khí do bốn kẻ kia hợp kích. Trong mắt bỗng nhiên co rút lại, bốn người dường như cũng không nghĩ tới thực lực của Lệ Kình Thiên lại cường hãn như thế, không khỏi kinh hãi cùng nhau kêu lên: "A, xong đời rồi!" Tuy mà bọn hắn kêu la như vậy, nhưng khi sắp va vào Lệ Kình Thiên lại nhất thời vang lên từng trận tiếng cười quá dị, không chơi cùng người nữa. Bỗng nhiên cổ khí thế quỷ dị trước mặt Lệ Kình Thiên trong nháy mắt biến mất, không còn thấy gì. Một chiêu ma long ngút trời của hắn lúc này vậy mà đánh vào hư không. Đồng thời ở bên cạnh hắn xuất hiện từng đạo tàn ảnh, tốc độ vô cùng nhanh, ngay cả trong phạm vi thần thức của hắn cũng không bắt kịp, chỉ có vô tận tiếng cười quái dị vang vọng vào lỗ tai hắn, phảng phất như đang biểu thị công khai rằng hắn đã bị bao vây hết. Đây là Trác Phàm ở một bên đứng nhìn, lúc này trong mắt cũng không nhịn được run rẩy, chân mày hơi nhíu lại lẩm bẩm: "Bốn người này lại thay đổi." Tiếng cười quái dị vang vọng khắp nơi. Lệ Kình Thiên nhìn tàn ảnh thoát hiện bốn phía, gương mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Đột nhiên một trận kình phong xẹt ngang, quỷ lanh lợi đột nhiên xuất hiện trước mặt Lệ Kình Thiên, vung tay ba một tiếng cho hắn một cái tát, rồi trong nháy mắt lại biến mất không còn tung tích. Lệ Kình Thiên còn chưa rõ ràng chuyện gì đã xảy ra thì một bên gương mặt đã sưng đỏ lên thật nhanh đó. Trong mắt co rút lại, Trác Phàm không khỏi kêu thành tiếng. Thế nhưng không còn đợi anh hết kinh ngạc, lại là một trận kình phong sượt ngang, thân ảnh hung sát quỷ cũng đồng dạng xuất hiện trước mặt Lệ Kình Thiên, lại một cái bàn tay đánh lên mặt hắn, rồi trong nháy mắt cũng biến mất không còn tung tích. Mà đáng hận nhất chính là lại đánh vào cùng một bên mặt. Tiếp theo đó là tên quỷ keo kiệt cùng đùa hèn nhát cũng từng tên vả vào cái gò má sớm đã sưng vù lên kia. Lệ Kình Thiên lửa giận ngút trời, mắng to một tiếng: "Đám luôn không đàng hoàng, các người làm gì chỉ đánh vào một bên mặt, không biết đổi qua bên kia mặt mà đánh hay sao? Khà khà khà, chúng ta thích người quả được sao?" Bốn phía lại lần nữa vang lên tiếng cười nhạo của tứ quỷ. Thế nhưng trong mắt Trác Phàm lại hơi híp lại, lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Kỳ quái, vừa rồi tốc độ của hung sát quỷ cũng không có nhanh như vậy, làm sao sau khi bị thương nặng ngược lại tốc độ lại nhanh hơn nhưng lực lượng lại yếu đi? Chẳng lẽ nói Lệ lão để bọn hắn đánh đi? Trác Phàm đột nhiên kêu to. Lệ Kình Thiên sững sờ không rõ ràng cho lắm, lão phu đây không phải đang bị bọn họ đánh hay sao chứ? Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức minh bạch ý tứ của Trác Phàm, khóe miệng lộ ra một đường cong tàn nhẫn: "Bốn vật nhỏ các ngươi, bốn cái tát này lão phu nhất định hoàn trả gấp bội." Hít thật sâu một hơi, Lệ Kình Thiên lớn tiếng gầm thét: "Bốn thằng con hoang, nếu các ngươi có gan thì đến mà đánh bên mặt kia của lão phu." "Khắc khắc khắc, chúng ta không đánh, chúng ta chỉ đánh một bên mặt của ngươi." Trong không khí lần nữa truyền đến tiếng cười nhạo mỉa mai của bốn người. Tiếp theo đó là từng tiếng xé gió vang lên, một bàn tay xinh xắn lần nữa hướng về phía bên gương mặt Lệ Kình Thiên mà vỗ tới. Phụp! Thế nhưng mà một chưởng này còn chưa kịp chạm đến cọng tóc gáy của Lệ Kình Thiên đã bị một bàn tay to lớn nắm chặt. Lệ Kình Thiên cười lạnh nhìn về phía quỷ lanh lợi trước mặt, trong hai con người đều là lửa giận: "Thằng nhãi con đáng chết, không phải lão tử nói người đánh mặt khác của lão tử sao? Bây giờ bị lão tử tóm được rồi nhé, hỏng bét, trúng kế rồi." Không khỏi hít sâu một hơi, quỷ lanh lợi lúc này mới phát hiện ra, hóa ra lời lúc trước Lệ Kình Thiên nói chỉ là bẫy rập dẫn dụ hắn xuất thủ mà thôi. Nếu đã biết mục tiêu hắn muốn đồng thủ, coi như tốc độ của hắn có nhanh, ôm cây đợi thỏ cũng thấy bắt được. Lúc trước Trác Phàm để Lệ Kình Thiên bị đánh cũng chính là ý tứ này. Hắn cố gắng rút tay lại, thế nhưng lấy thực lực thần chiếu tam trọng của quỷ lanh lợi làm sao thể thoát khỏi cánh tay Lệ Kình Thiên thần chiếu lục trọng được chứ? Ba con quỷ lùn còn lại cũng nhanh chóng chạy tán loạn tứ phía, gấp gáp kêu lớn: "Không tốt, trúng kế xuống dưới gặp Diêm Vương đi thôi. Thuật hợp kích bốn người của các ngươi cũng nên để lão phu phá đi." Nhất miệng cười to một tiếng, Lệ Kình Thiên tàn nhẫn nhìn về phía quỷ lanh lợi, đánh ra một quyền vào trán hắn. Lần này nếu là đánh thực, chiếu theo thực lực của tu giả luyện thể thần chiếu lục trọng của Lệ Kình Thiên, nhất thời liền có thể để đầu hắn nở hoa, chết không có chỗ chôn. Điểm này tứ quỷ kia đều rất rõ ràng. Nhìn một quyền không gì địch nổi đang đập tới,
Quý Lanh Lợi không khỏi kinh hãi, toàn thân không ngừng run rẩy. Xong rồi, lần này thật chết chắc rồi. Thế nhưng làm cho người ta cảm thấy kỳ quái là trong lúc nguy cấp như vậy, ba tên quỷ lùn còn lại cũng không có ý định xuất thủ cứu giúp, ngược lại là cùng một chỗ kêu gào sợ hãi. Trác Phàm nhìn thấy tất cả, tinh quang trong mắt lấp lóe, suy đoán trong lòng đi dần dần ăn khớp. Một quyền không gì địch nổi này xẹt ngang, lại đánh vào trong không khí. Lại Kinh Thiên giật mình, bất khả tư nghị nhìn sang, đã thấy Quỷ Lanh Lợi kia chẳng biết từ lúc nào đã đem đầu co vào trong cổ, cứ thế mà tránh thoát một quyền này. Chờ hắn lần nữa đem đầu lộ ra, lúc nhìn về phía Lệ Kinh Thiên mới thở dài ra một hơi, dường như mới trở về từ cõi chết. Bà mẹ người chứ, đã nằm trong tay ta, ta không tin còn không đánh chết được ngươi nha. Lệ Kinh Thiên cảm giác trong lòng nộ khí càng sâu, bá bá hóa liên tiếp ra hơn 10 quyền. Nhưng một sự tình khiến người khác ngạc nhiên lại phát sinh. Một cái cánh tay đã bị Lệ Kinh Thiên nắm chặt lại trong không gian chật hẹp như vậy. Tên Quỷ Lanh Lợi thế mà lúc la lúc lắc rụt đầu, một bên hoảng sợ kêu to, một bên liên tục tránh thoát tất cả các quyền của hắn. Lần này Lệ Quỳnh Thiên cũng nhìn đến hai con mắt trợn tròn. Vật nhỏ này đến tột cùng là quái vật gì, loại tình huống này mà còn có thể trốn tránh được? Thần pháp này cũng quá quỷ dị à. Bất quá quỷ dị nhất chính là ba tên quỷ còn lại cũng khiếp đảm kêu to, nhưng lại không có một tên nào đến cứu Quỷ Lanh Lợi. Cuối cùng là muốn từ bỏ người huynh đệ này, hay là đối với thực lực của người huynh đệ này có lòng tin, biết là hắn sẽ không dễ dàng bị giết? Trong lúc nhất thời, trong mắt Lệ Kinh Thiên còn có chút mờ mịt. Cái ma sắc tứ quỷ này thực sự là quá quỷ dị. Lệ lão, cẩn thận! Đột nhiên Trác Phàm hét lớn một tiếng. Lệ Kinh Thiên mới nhất thời từ trong suy nghĩ tỉnh lại, lúc này mới phát giác ba người kia đã hành động cùng nhau bay về phía hắn. Bất quá giờ này khắc này tốc độ ba người kia cũng không tính là nhanh, Lệ Kinh Thiên hoàn toàn có thể kịp phản ứng. Một tay nắm lấy Quỷ Lanh Lợi, dùng một chân quét về phía trước. Thế nhưng khi chân hắn quét qua, sự tình càng quỷ dị hơn lại xuất hiện. Ba người kia đúng là toàn bộ đều sợ hãi, nhắm tịt mắt lại, nhưng ngực, bụng lại cùng nhau co rụt về phía sau. Thế mà con mẹ nó, để tránh thoát khỏi một chân này, sao thùng thẳng tiến không lùi, phóng về phía Lệ Kinh Thiên. Mẹ nó chứ, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Tứ quỷ này không chỉ có động tác quỷ dị, ngay cả suy nghĩ trong lòng cũng khiến cho người ta nhìn không thấu. Một hồi không suy nghĩ mà mạnh mẽ đâm tới, một hồi lại khiếp đảm, nhu nhược, chạy loạn tứ phía. Nhưng có thể khẳng định là bọn họ chiếm thế thượng phong. À! Một tiếng gào to vang lên, chẳng biết lúc nào hung sát quỷ đã leo lên cánh tay đang cầm chặt lấy Quỷ Lanh Lợi của Lệ Kinh Thiên, hung hăng cắn một cái. Dưới cơn đau nhức kịch liệt, Lệ Kinh Thiên không thể không buông tay Quỷ Lanh Lợi một lần nữa lấy lại tự do. Chỉ ra một thoáng, tứ quỷ là một lần nữa vây quanh Lệ Kinh Thiên, cao tốc chuyển động, phát ra một trận trận tiếng cười quá dị.